Thanh Vân và toàn thể nhân viên của Thẩm mỹ viện Vivian chân thành cảm tạ quý khách đã ủng hộ suốt 10 năm qua. Thẩm mỹ viện Vivian, 9191 Bolsa Avenue, suite 227-228, đối diện Phước Lộc Thuận, chuyên chăm sóc da, trị mụn, trị nám, nối lông mi, xăm thẩm mỹ, cắt tóc và làm nails. Ngoài ra, Thẩm mỹ viện Vivian còn là chi nhánh của Trung tâm Giải phẫu Thẩm mỹ có tầm vóc quốc tế cho cả nam và nữ, phục vụ tận tâm, uy tín. Xin liên lạc 714-775-5591. Thanh Vân xin kính chào quý khán giả đang xem đài Leader Sài Gòn TV với phần 2 của chương trình Sống Khỏe, Sống Đẹp vào mỗi thứ 6 hàng tuần, 3 giờ cho tới 3 giờ rưỡi trưa tại giờ Cali. Bây giờ thì Thanh Vân có bác sĩ Jane sẽ demonstration cho bằng computer, check bằng computer để cho mình biết là trong người cái bệnh nhân đang bị bệnh gì. Và tương lai sẽ có bệnh gì, có di truyền từ trong gia đình hay không? Thì Dr. Chen, would you please show us how to treat the health problem with the computer? Yes, yeah. So we start checking the right hand. Bây giờ thì the left hand. Yeah. The lung energy channel. I see. Bây giờ thì bác sĩ check ở tay trái của người bệnh nhân và biết là cái gan có bị cái gì không, cái phổi có bị gì không. The heart channel. Tim. And then the small intestine. Giống như là ruột non. And now the immune system. Yeah, và cái immune system là giống như là tuần then hoàn. The large intestine. Dạ, và ruột già. Then switch to right energy channel. Và cũng như vậy, start bác sĩ check ở bên tay phải thì biết cái phần the pericardium. Dạ. Now the heart channel. Move to small intestine. The immune system, the large intestine. Dr. Chen, why do we have to check on the left hand and then the right hand? Because we have a left and right energy channel. We have to check if the energy imbalance. Thanh Vân hỏi thăm bác sĩ tại sao phải check tay phải, tay trái rồi tay phải nữa. Thì bác sĩ nói check now như vậy. Spleen. Tổng quát ở trong cái nội tạng của mình. Dạ. Now the liver. Thì bây giờ ông check ở bên chân trái thì ông biết được là nó show trên cái computer statistic cho biết là người bệnh nhân channel. Bị cái gì ở trong gan, trong tim, trong gallbladder. Trong gọi là bọng đái. Now the stomach channel. Dạ, trong bao tử. We've done the left channel, we switch to right yeah. Energy channel. Thì cũng start như vậy, spleen again. Bác sĩ sẽ check ở bên chân phải. Thì cũng show lên ở những cái điểm mà bác sĩ check về gan, về bọng đái, về bao tử. Now the kidney. Dạ. Và thận. Thì khi now the bladder channel. Dạ, thì khi quý khán giả mà tới Thẩm mỹ viện Vivian ở địa chỉ 9191 Bosa Avenue ở tầng 2, thành phố Westminster, California 92683 vào mỗi thứ hai hàng tuần, 4 giờ cho tới 6 giờ, ông bác sĩ Đông y, bác sĩ Chen sẽ có mặt ở đó we để check cho quý vị. Checking, yeah. Then we key in the personal information. Yeah. And start to analyze. Sau khi bác sĩ check trên so cơ thể analyze, của it comes out the energy. Yeah. The body energy, the mental state, just like we said the first part, right? Yeah. Mm-hmm. Musculoskeletal, metabolism and autonomic nerve system and talking about all the energy channel. Thì sau khi bác sĩ check ở trên người bệnh nhân bằng cái computer rồi thì nó sẽ show lên là bệnh nhân sức khỏe làm sao ở trong tim, trong gan, trong phổi, trong and những cái mà Thanh Vân đã nói ra thì ông sẽ in and ra
the cái computer. And then the, according to this, we can follow the family history, the body constitution, not a day, and see the old red color. See the red color? Yeah. It's a tendency to illness. Okay. So we start to do the natural healing because prevention always better than curing. Dạ, thì dựa theo cái gọi là cái thông tin mà được in ra trực tiếp từ computer thì bác sĩ sẽ điều trị cho cái người bệnh nhân này theo cái cách chữa bệnh tự nhiên chứ không có mổ xẻ, không cho thuốc uống gì hết. Dạ. So then we start to give everyone individualized treatment. Yeah. The herbal nutritional wellness, the acupuncture treatment, and the physical therapeutic treatment. Yeah. Because according to this, we can find out if the spine is up straight or misalignment. So we start to check the body. Yeah. Thì trên cái giấy mà bác sĩ in ra đó, nếu những cái màu đỏ nghĩa là những cái bệnh, những cái độc tố mà trong cơ thể của người bệnh nhân có hoặc là trong da nó chỉ lên cái history nghĩa là cái của quá khứ của trong gia đình người bệnh nhân mà có người nào bệnh về gan, về phổi, về thận, về gì đó thì nó show lên thì ông bác sĩ sẽ hướng dẫn người ta xài những cái dược thảo hoặc là uống trà để thải độc tố. Mà những sản phẩm này quý vị có thể tham khảo và mua được ở Thẩm mỹ viện Vivian ở địa chỉ 9191 Bosa Avenue, California 92683. Số phone là 714-775-5591. Số phone again 714-775-5591. Yeah. Dr. James. Thank you. So now. Yeah. Welcome to Natural Healing Center. Những chương trình trước Thanh Vân có nói về cách thức dưỡng da, Thanh Vân có bộ kem, bộ sản phẩm của hãng Miyazasha chuyên chăm sóc cho da bị mụn, da bị nám hoặc là da bị nhăn, bị khô. Nhưng mà thật sự ở trong cái ngành này mà cái quá khứ Thanh Vân là dược sĩ thì Thanh Vân thấy nghiên cứu từ thuốc men mình giữ gìn sức khỏe từ trong ra ngoài. Thì hôm nay mình được học hỏi thêm về cái cách thức chữa bệnh đông y, nghĩa là về dùng dược thảo và chữa bệnh một cách tự nhiên. Thì Thanh Vân xin mời quý khán giả đang xem đài Little Sài Gòn TV gọi phone số 714-775-5591 để tới cho bác sĩ tham khảo, bác sĩ check up, mình biết thêm là trong người mình có những chứng bệnh gì thì mình có thể mình chăm sóc và ngăn chặn lại những cái bệnh đó sớm, rồi mình giữ gìn sức khỏe của mình. Thì cũng giống như chương trình có cái tên là Sống Khỏe Sống Đẹp, thì Thanh Vân cũng mong muốn là mọi người á sống khỏe sống đẹp. Mà riêng Thanh Vân hay nói mấy bạn bè, mấy gia đình là Thanh Vân muốn lúc chết cũng được chết bình yên và chết đẹp. So welcome to the Natural Healing Center. Yeah. Well, because we provide the computerized health analysis to find out all the hidden problems. So through the computer, you find out all the hidden problems. So it'd be easy to start with the herbal nutrition wellness, acupuncture treatment, and physical therapeutic treatments on the muscle skeletal. So as I believed, because I'm practicing the natural healing so many years, and I have found that prevention always better than curing, to live long and live well and stay young. Dạ, thì bác sĩ James mời mọi quý khán giả đang xem đài tới Thẩm mỹ viện Vivian và xin vui lòng gọi số phone 714-775-5591 để lấy hẹn trước. Dạ, xin cảm ơn. Thanh Vân xin kính chào quý khán giả đang xem đài Leader Sài Gòn TV vào mỗi thứ sáu với chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Xin kính chào quý vị. Xin chào quý vị. Thanh Vân và toàn thể nhân viên của Thẩm mỹ viện Vivian chân thành cảm tạ quý khách đã ủng hộ suốt 10 năm qua. Thẩm mỹ viện Vivian, 9191 Bolsa Avenue, suite 227-228, đối diện Phước Lộc Thọ, chuyên chăm sóc da, trị mụn, trị nám, nối lông mi, xăm thẩm mỹ, cắt tóc và làm nails. Ngoài ra, Thẩm mỹ viện Vivian còn là chi nhánh của Trung tâm Giải phẫu Thẩm mỹ có tầm vóc quốc tế cho cả nam và nữ, phục vụ tận tâm, uy tín. Xin liên lạc 714-775-5591.